Rồi, hai Dân Quý xin kính chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, buổi sáng hôm nay là Dân Quý sẽ đi giao phở với lại bánh cuốn cho cả nhà. Thì hôm nay Dân Quý tiếp tục lại đi có dịp đi ngang con đường số 23 nữa nè cả nhà. Dân Quý sẽ review một cái clip buổi sáng cho cả nhà xem nha. Thì Dân Quý giao hai điểm là ở chung cư Diamond với lại đường Nguyễn Quý Yêm. Buổi sáng hôm nay thì hồi sáng mình mới thấy là hình như có cơn bão mới nữa các nhà cả nhà. Ảnh hưởng bão mới mà ở trên là thời tiết thì lúc thì kéo mây đen, lúc thì nắng. Rồi. Thì mấy trong từ hai tuần rồi thì Dân Quý là có dịp đi lên khu du lịch Đại Nam với cả nhà, Dân Quý cũng có review được những clip trực tiếp và những clip thường Dân Quý có up lên trên TikTok lại kênh YouTube của Dân Quý á. Cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho Dân Quý nha. Tại vì Dân Quý làm cái kênh cũng lâu rồi cả nhà, nhưng mà cái kênh của Dân Quý thì nó cũng chưa có phát triển lắm, tại vì hôm bữa Dân Quý đi lên trên khu du lịch Đại Nam với cả nhà thì Dân Quý thấy rất là nhiều kênh YouTube luôn. Là giống như là người ta ở đó là quay thường xuyên đó hay sao á cả nhà, thấy rất là nhiều thì quay ở đó thì có những cái kênh mà Dân Quý mà chưa có chỉ cũng đã từng xem qua nhưng mà không biết những người đó như thế nào, thì khi gặp ở ngoài thì cũng thấy rất là vui và học được nhiều kinh nghiệm ở những anh YouTube đó. Thì có nhiều cái Dân Quý không biết thì Dân Quý hỏi mấy, thì mấy anh đó cũng thiệt tình và chỉ giúp Dân Quý. Tại vì Dân Quý không có rành về YouTube cho lắm, cho nên là còn nhiều cái Dân Quý cũng rất là băn khoăn và nhiều khi phải học hỏi họ rất là nhiều, giống như là những cái nhạc bản quyền rồi nói chung là còn nhiều cái để học hỏi lắm. Dân Quý hôm bữa Dân Quý cũng gặp một anh YouTube kia, anh cũng chỉ Dân Quý là cái cách để mà mình chỉnh sửa nhạc bản quyền hoặc là làm như thế sao đó để mà cho nó đừng có bị bản quyền đó nha. Tại vì thường là nhạc không à, chỗ ở những khu du lịch như vậy á thì có cái tết show của cô Nguyễn Phương Hằng nữa, thì cho nên là cô hát những bài nhạc đó, nó có bản quyền, cho nên là Dân Quý không có up lên được những bài hát đó. Có cô hát những bài hát như là cô tự sáng tác bài hát như là bài Mưa An Phước với lại bài T30 và Tôi á, là cô dựa trên cái nền nhạc của bài Đoạn Buồn Đi Mưa của nhạc sĩ Tú Nhi với lại Vinh Sử á, là hai bài hát đó, cái bài hát đó là Đoạn Buồn Đi Mưa đó cả nhà, là một cái khúc rất là nổi tiếng của Dân Quý. Lúc đầu Dân Quý tưởng là của nhạc sĩ Vinh Sử sáng tác, nhưng mà khi mà tìm hiểu thì mới biết là của nhạc sĩ Tú Nhi, là cái nghệ danh của mà nghệ sĩ của ca sĩ Chế Linh đó cả nhà. Đấy, thì nhạc sĩ Chế Linh đã sáng tác cái bài đó và cho lại nhạc sĩ Vinh Sử để mà bán. Lúc đó mà nhạc sĩ Vinh Sử gặp khó khăn về kinh tế đó, cho nên là nhạc sĩ là Chế Linh mới là cho lại cái cho bản quyền lại sao á, rồi cho nhạc sĩ Vinh Sử bán cái thời điểm đó để mà nhạc sĩ Vinh Sử là có tiền để mà sinh sống. Thì sau này thì Dân Quý mới biết được là ca khúc đó là của nhạc sĩ Chế Linh ấy. Nhạc sĩ Vinh Sử thì chỉ là được người bạn Chế Linh tặng lại ấy, mà không ngờ là cái bài hát đó lại rất là nổi tiếng và được rất là nhiều yêu thích. Lúc trước Dân Quý khi mà Dân Quý chưa có nghe cô Phương Hằng hát bài đó đó, Dân Quý cũng rất là thích cái bài đó. Nghe khi mà trời mưa, cả nhà, trời mưa mà chúng ta mở bài Đổ Buồn Đi Mưa lên á, thì cái không khí nó rất là hợp luôn á cả nhà. Một cái khi mà nghe câu đầu đêm nay trên phố mưa tơi bời, là chỉ vài từ thôi là kể thành một câu chuyện rồi cả nhà. Phải nói là nhạc sĩ người ta có một cái tâm hồn rất là thơ ca, rất là hay khi mà người ta sáng tác. Người ta phải nói là nhiều khi chúng ta muốn sáng tác một bài nhạc thì cũng rất là khó. Thì cái bài đó rất là nổi tiếng và với câu từ rất là hay, thì Dân Quý cũng nghe cũng rất là thích. Khi mà cô Nguyễn Phương Hằng chế lời lại
thì người dân người ta rất là thích nghe cô hát hai bài đó luôn ở nhà, nhất là bài Mưa An Phước á. Thì tại vì cô cũng chỉ dựa trên nền nhạc thôi, nhưng mà những cái lời bài hát á giống như là nói lên cái tâm sự của cô, và cô sẽ gửi gắm những cái tâm tư tình cảm của mình khi mà cô ở trong trại giam An Phước. Thì cô mà viết lên cái tâm trạng như vậy, cô để mà cô dùng lời ca tiếng hát để mà cô nói lên cái tâm trạng của cô, để mà ở trong khi mà cô ở trong cái trại giam là như vậy đấy. Tại vì nếu mà ai mà bị vi phạm pháp luật đó, thì chúng ta vào đó thì chúng ta mới biết được cái cảnh sống ở trong đó như thế nào, và trải nghiệm ở trong đó. Thì cô trải nghiệm cũng đã hơn 2 năm, thì nói chung thì 2 năm thì đối với cô thì nó cũng không có là đó là không có là ngắn, nhưng mà đối với những người khác á, thì người ta nhiều khi có người ta phải là khi người ta không có ra được, cô còn có cơ hội ra, còn có nhiều người khác người ta đi và phạm tội, cho nên là người ta nhiều khi người ta phải có mức án chung thân là phải ở trong đó luôn cả nhà đấy. Còn cô thì may mắn là cô còn trở về được với xã hội, cô không có mà như những người đó. Thì cô khi mà ở trong đó thì cô cũng tâm trạng của cô cho nên là cô cũng rất là buồn đau khổ, nên là cô cũng đã dựa trên cái là nền nhạc của bài Động Buồn Đêm Mưa, cô đã sáng tác ra được hai bài hát đó rất là hay. Thì dân quý cũng rất là thích nghe cô hát bài những cái ca khúc bolero như vậy, cho nên là thứ bảy chủ nhật vừa rồi dân quý cũng có tham gia, có đứng xem cái chương trình Tết Show của cô Nguyễn Phương Hằng ở khu du lịch Đại Nam cả nhà. Thì rất là nhiều người dân hiếu kỳ, người ta đã đổ xô đến khu du lịch Đại Nam để mà xem cái Tết Show của cô, và xem những gì mà cô giao lưu, cô chia sẻ những cái mà kinh nghiệm sống, những cái mà gì đó nó rất là đời thường trong cuộc sống. Thì người dân người ta rất là thích thú khi mà đến Đại Nam để mà tìm gặp cô Nguyễn Phương Hằng. Cái thứ nhất là người ta đi du lịch, cái thứ hai là người ta được giao lưu với một cái doanh nhân nổi tiếng như cô, thì người ta rất là thích. Thì dân quý cũng vậy á, dân quý cũng thích là giao lưu với cô, thích nghe cô, thích trò chuyện, thích nghe cô nói chuyện, thì cũng cô nói chuyện rất là hay. Thì người ta là doanh nhân mà cả nhà, doanh nhân thì người ta cách nói chuyện của người ta nó sẽ khác với những người khác, ở chỗ là người ta cái trình độ học vấn của người ta rất là cao, cho nên là khi mà người ta nói chuyện thì nó nhiều khi nó có những cái ý nghĩa và những cái mà chúng ta cần phải học hỏi những doanh nhân như vậy. Đối với những doanh nhân như chú Dũng và cô Hằng á, thì rất là được người dân ngưỡng mộ và yêu mến, tại vì cô với chú cũng đã mà giúp đời, giúp cho xã hội này rất là cống hiến cho xã hội rất là nhiều những cái điều mà người dân người ta rất thích. Những người mà đến khu du lịch Đại Nam cả nhà, người ta chia sẻ cảm xúc rất là thiệt tình, và có người ta đã khóc vỡ cảm xúc luôn, người ta khóc đến mức độ mà nhiều khi chỉ cần gặp được cô thôi là người ta ôm lấy cô và cũng khóc để mà bày tỏ cảm xúc mà khi mà được gặp cái người mà mình thần tượng để yêu mến đấy. Thì dân quý cũng rất là khi mà dân quý mà cũng là thích cô về cái về cái mà cô đã cống hiến như xã hội này, rồi những bài hát của cô, nghe cô hát cũng rất là hay đấy. Tuy là cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp đấy, nhưng mà cô hát phải nói là rất là có hồn. Những bài hát mà cô hát thì cô hát rất là phải nói là rất hay. Và những bài mà nhưng mà dân quý thấy là cô tâm đắc nhất là hai bài Mưa An Phước với lại mà Tôi Ba Mươi Và Tôi đó cả nhà đấy. Thì dân quý cũng xin chúc cho cô và chú có thật nhiều sức khỏe để mà và thành công hơn nữa trong việc trong cuộc sống. Thì cũng có rất là nhiều fan đã đến và chia sẻ rất là nhiều, và những cái kênh YouTube á, người ta chia sẻ rất là nhiều trên nền tảng YouTube đã tốt. Bây giờ mà chúng ta lên YouTube chúng ta là thấy rất là nhiều cái từ khóa về cô Nguyễn Phương Hằng, hoặc là những cái clip mà người ta đăng rất là nhiều về cô chú luôn á. Đấy thì dân quý cũng có quay một số clip thì quý cũng đăng lên rồi, dân quý góp tin cho cả nhà xem. Đấy, về cô thì cho nên là dân quý cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái kênh YouTube của dân quý với lại kênh TikTok á. Tại vì TikTok của dân quý cũng mới làm cái kênh TikTok mới thôi, nhưng mà cũng được rất là nhiều mà khán giả quan tâm theo dõi. Thì dân quý cũng xin chúc cho cả nhà được thật nhiều sức khỏe,
được nhiều may mắn trong cuộc sống và những cái mà điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. Và giống như là khi mà chúng ta giao lưu với những doanh nhân mà như cô Hằng và chú Dũng á, thì chúng ta sẽ cũng có được một cái gì đó nó sẽ may mắn đến cho chúng ta, như giống như là chúng ta được xin được cái vía từ những cô chú ở cả nhà đấy. Và cả nhà đừng có quên là đến Đại Nam thì chúng ta hãy vào đền thờ thắp hương để mà tưởng niệm những anh hùng của dân tộc cả nhà. Rất là đẹp cái đền thờ đó. Đền thờ rất là đẹp, rất là lớn cả nhà, thì dân quý cũng rất là thích đó. Lần nào cũng vậy, lần nào đến Đại Nam thì dân quý cũng đi vào đền thờ để mà quay clip với lại thắp hương đó, thì thấy không khí rất là trang nghiêm và tâm linh ở đó, ở đó cả nhà. Thì cả nhà có thể search Google Maps đi theo mà đường chỉ dẫn của Google Maps ở trên ở Bình Dương, cả nhà đến Bình Dương thì từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương thì nó cách khoảng 34 cây số là tới rồi, đi tầm khoảng hơn một tiếng là tới rồi. Hôm bữa dân quý cũng đi khoảng tiếng, hơn tiếng mấy á, tại vì dân quý không có gành được như đó, cho nên là hồi dân quý đi nó hơi lâu xíu. Rồi cả nhà ơi, dân quý cũng xin chúc cho cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ và an lành nha. Dân quý xin kết thúc video buổi sáng tại đây nha. Dân quý đến tiệm da của dân quý là chung cư Diamond nha cả nhà. Đây dân quý rất là cao, rất là đẹp luôn á. Ở đây có rất là nhiều chung cư cả nhà, chung cư Diamond, người chung cư City Rad, thì chung cư Arari, mà ở dưới Arari người ta đang xây rất là đẹp luôn á. Đấy, rồi dân quý chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Để dân quý gọi cho khách xuống, bây giờ khách đang ở trên, mà không biết là khách ở cái tòa nào nữa, B1 hay B2 không biết nữa.